sầu riêng, loại trái cây đang gây sốt ở châu Á khi Trung Quốc chi tới 6 tỷ 700 ngàn đô la Mỹ mỗi năm để nhập khẩu. Thế nhưng một trái sầu riêng thì phần ăn được chỉ chiếm 30 đến 35% trọng lượng trái, còn 65 đến 70% là vỏ và hạt đang bị dứt bỏ. Nghiên cứu chỉ ra rằng vỏ sầu riêng có thể được chuyển đổi thành than sinh học và có tiềm năng ứng dụng trong cải thiện môi trường đất có hàm lượng pH thấp hay đất bị bạc màu. Than sinh học ngoài tác dụng như là một loại phân bón, cải tạo đất, nếu được nghiền ra pha trộn với phụ gia ép thành viên, phơi khô có thể tạo thành than không khói, giàu năng lượng và không gây ô nhiễm môi trường. Than sinh học này có giá bán từ 14.000 đến 15.000 đồng một ký.